Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay mình lại tiếp tục với series sinh tồn trong phần chơi ARK. Và ở tập trước đó các bạn thì mình có thu phục được cái con Ripper Wen á. Con này có chiêu làm chậm với lại cái chiêu bắn gai để gây mê á. Nhưng mà đam của nó thì hơi cùi á. Không biết là có đủ sức để đánh hạ được cái con boss cá sấu không nữa. Trong tập ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ cho nó đi chắc luyện thêm chút level nữa đi ăn. Nâng thêm cho nó một chút sức mạnh lên để chuẩn bị là một trận đại chiến với con boss cá sấu để mình unlock ra công thức chế tạo mới á. Chuyến này bây giờ mấy con nguy hiểm quá. Chắc kiếm mấy con nào nó dễ ăn á. Mình cho nó luyện cấp. Mình nhớ là ở những tập đầu đó bạn, mình bị cái con boss cá sấu dưới này nó dí vòng nè. Hôm nay tự nhiên bữa giờ á, mình thấy nó mất tiêu à. Mấy con này thì tự mười mấy triệu máu hả mà. Ôi mấy trăm ngàn máu nè. Khó mà sử dụng để luyện cấp được nè. Đây 400 ngàn cũng hơi khó với em nó chứ. Chỉ có mấy con rùa à. Ôi rùa này cũng ui lại gần bởi là mình lụm đầu ấy. Bởi chiến binh này chém rùa hai phát à. Chiến binh này tabo level có 20 thôi nó chém rùa hai phát là quẹo liền á. Đây có mấy con Barra hả. À bên đây chắc là ui nhưng mà cũng có chiến binh luôn hả. Trời ơi chiến binh nó chọt một cái một rồi đi á. Còn hàng thứ dữ ở phía bên đây thôi. Mà mấy con cái con cá sấu này nó mất tiêu luôn rồi. Hình như nó bị mấy con chiến binh đánh trúng chết thì sao á. Mất tiêu á. Đây thì có mấy con Barra đâu nè. Vàng nữa ha. Vàng thì chắc mình chơi được á. Trời ơi chiến binh kia nó chạy qua quá. Đang luyện cấp đây nó chạy qua cái là mệt. Ở thì cứ lấy đại đi bạn. Làm liều lấy đại đi. Con vàng này nè, đó mấy cấp đầu vàng này là mình chơi được. Đầu vàng này cũng 400 mấy á. Lên vào 480. Ờ kìa. 90 mấy ngàn máu à. Nghe tiếng keng keng đó. À nó phía bên kia hả. Ủa đang tu phía bên kia. Con này cũng hơi căng đó chứ. Nhưng mà mình làm được. Mình sẽ làm chậm lại ha. Để cho nó không chạy được. Sau đó thì mình cắn. Đó. Với cách này thôi. Ờ lát nữa mình tìm được con cá sấu á. Mình nhớ là còn một con ở bên kia. Kế bên chỗ mấy con rồng đó bạn. Mình vô mình làm chậm nó sau đó mình cắn nha. Cắn cái mình chạy. Nếu trường hợp nó đam quá cao. Còn nếu mà đam nó không cao á. Thì mình có thể chơi tay đôi dùng đam nó luôn. Đây con rùa ha. À, rùa bình thường này làm được. Chậm một cái luôn. Rùa này thì xử được nè ha. Rùa của Vanilla thôi. Cho nên dễ xử. Ây da. Không xin nhơi hết vậy. Ở tập trước mình đánh hạ được cái con boss con khỉ đột à. Con khỉ đột silver nhỏ nhỏ á. Cái lên cũng được một mớ cấp á. Hôm nay level chắc có em nói chứ cũng hơi cao rồi. Cho nên cũng bắt đầu lên chậm trở lại à. Chạy dưới à. Quẩy chỉ quẩy được trước mặt thôi à. Con này của mình cũng hơi bị lù đù á. Rồi nó né lắp nó né. Cố đánh hạ được con này xem coi lên được bao nhiêu level. Ép nó vô luôn. Thêm một cái nè, dính nè. Rồi xong luôn. Dòm luôn. Liên tục mình để mắt tới con quỷ chiến binh ở phía bên kia. Sợ nó chạy qua phía bên này không hay thôi. Con nó chắc bây giờ nó gõ mình gõ một đi. Với số lượng có mấy chục ngàn máu của mình nè. Nãy thấy con quỷ gì nó quất cho một cái đi luôn mà. À, quẩy thêm một cái đây. Chạy đâu cưng ơi. Ok. Đơ cái mặt ra liền không. Mười mấy giây. Nếu mà mình dòm vô luôn thì sao đây. Đang cooldown vậy thì à không được ha. Phải chờ đợi cho nó hết sau đó thì mới bắn tiếp được. Ui nó cũng lách né rồi cũng thông minh dữ nha. À đây rồi. Trời ơi không xin nhê luôn mà. Trời ơi còn chút xíu nữa mới lên cấp ha. Thôi lâu quá. Ở đây mình sẽ có cái dao đi. Chơi luôn các bạn. Tại vì luyện cấp cho em nó thì lâu quá cho nên mình sẽ làm luôn đi. Nó qua đánh phía bên đây luôn hả. Mình đứng gần mình lụm đồ thôi. Silver, ồ Legend hả? Hoài Legend mà nó quất một phát ngọc đi luôn mà. Mấy con gold này thì cũng một chọt. Đó, lụm đồ liền. Bên đây thì con kìa. À con này là con giống như con kiểu thủy đột á mà đột biến một hai sừng ở phía bên trên. Và hôm nay thì qua trở lại đầm lầy thôi. Bên đây thì có rồng độc nè. Rồng độc 330 nè. Rồi một con rồng bự chà bá với bên đây nữa. Ghê gớm lắm. Con này tới tận 33 triệu máu lận. Và đây, nó đây các bạn. À, mình sẽ hạ cánh ở phía bên ngoài ha, xa xa chỗ con rồng một chút xíu. Mình sẽ dụ con cá sấu đi khỏi chỗ con rồng á. Để đảm bảo mình sẽ solo tay đôi với nó.
Đây. Bây giờ thì vô quẩy đuôi một cái anh. Ra quá vậy nè. Đó đó. Ở rộng nhìn thấy mình thôi. Đây thầy à. Quẩy đuôi một cái. Nó làm cái gì vậy? Nghe tiếng gì đâu. Ui. Nó phun phun cái gì á. Ồ, nó phun cái tia gì đó của nó ra ghê quá vậy. Quay dài lắm luôn á. Tia nó dài lắm nhưng mà biết đánh đam tới đây không nữa. Cái sáu đang phân tâm, đây phân tâm. Ui quẩy đâu vậy? Quẩy toàn hộp. Đây rồi. Vô mình cắn vô đuôi liền. Sau đó mình quẩy đuôi. Đó, làm chậm được. Con này không có kháng hiệu ứng không? Vậy thì mình cứ cắn vô đuôi, cắn vô đuôi, cắn vô đuôi. Ui nó quay lại cắn mình luôn hả? Ôi nhưng mà 300 mấy à, 500 mấy à. Vậy mình solo được. Ờ nhưng mà máu của mình thì ít ra. Mình đánh đam cao hơn nó đó. Nhưng mà máu của mình lại ít hơn nó nhiều. Máu của mấy chục ngàn nha. Tay cứ chơi lòng vòng cắn cái đuôi nó. Bắn cho nó một cái làm chậm đi. Ây da con gì nó bắn lửa nó vậy. Cái con gì nhỏ nhỏ nó bắn tụt lửa cháy dữ quá. Ôi ôi chưa hết mất hết 20% máu rồi. Ngâm nước ra. À ngâm nước cái tắt liền nha. Hay vậy chứ. Thường thường mấy cái mod trước mình chơi là ngâm nước là nó vẫn cháy nha. Lửa ảo ma lắm. Mà này ngâm nước thì như nó tắt lửa thì sao á. Đó sau đó thì dòng một phía đằng sau đó mình cắn thôi. Được được được. Nó đánh đam không cao. Ủa nó có hiệu ứng gì nữa không? Hiệu ứng như tầm lum á. Cũng hơi nước của nó. Đây quẩy cho một cái. Quẩy hộp luôn à. Quẩy chỉ được trước mặt thôi. Quẩy cho một cái nè. Đó, né né cái mỏ nó ra. Con cá sấu thường thì cái mỏ của nó nguy hiểm thôi chứ cái đuôi của nó không ra đâu. Mình cắn được. Đó, rỉa rỉa được, 10% máu rồi. Rồng thì bên kia không sao. Né né cái đuôi ra một cái. Lùa lùa hiểm bên đây thêm đi anh. Bên đó có con gì đánh lửa dữ quá. Bọn nó bị phân tâm. Ui, cái chuyện nó ăn xác nó hồi máu trở lại nha. Chỉ sợ nó ăn xác con chi ke nó hồi máu trở lại thôi chứ. Uổng công nãy giờ mình đánh. Quẩy đuôi thêm một cái nữa nè. Cắn con chi ke luôn nha. Mình phải KS mình ăn xác con chi ke luôn trước khi nó ăn. Ờ mình ăn được. Mình ăn được, nó ăn không được, nó không hồi máu được. À ngon. Nhưng mà mình chỉ còn nửa cây thôi. Canh yếu yếu máu mình bỏ mình giọt luôn ha. Giọt mình chờ thời gian mình hồi máu lại. Sau đó lại quay trở lại tiếp. Này mình không có bình hồi máu bạn. Vậy nào mà thấy khó quá đó. Bắt đầu mình sẽ thêm cái bình hồi máu vô chứ. Còn bây giờ thì cứ chơi theo kiểu không hồi máu thôi. Mình thấy là cái con mấy con quái này nếu mà mình ẩn nó vô trong remote á, lấy ra là nó hồi máu nhanh lắm. Cho nên mình lui nhẹ một cái đây. Dẫn dẫn thêm nó qua phía bên đây ha. Sau đó mình sẽ cất vô một cái. Sau đó nhanh tay mình lấy ra trở lại. Nó sẽ được, đó tăng máu lên kìa. Trời trời trời. Lên liên tục luôn á. Nhưng mà nó giảm cái phần thức ăn của nó xuống nha. Nó kiểu như sử dụng food của nó đó. Để hồi máu lại cho nó nhanh thôi. Đây thì dứt. Cục đó vừa bay tới vừa làm chậm luôn. Mình cứ cố đánh giữ máu ăn. Cho con này nó ăn trở lại, nó tăng trở lại. Cái cốc vô cái là lại tiếp tục hồi trở lại thôi. Đó bây giờ máu của mình nhiều hơn nó rồi đó. Tính theo chỉ số phần trăm thì nhiều hơn. Chắc mình làm tầm mà 2 lần vậy nữa ăn. Cốc vô lấy ra thôi là em nó phải gục ngã thôi. Mình cắn rỉa em nó nãy giờ nó có bạn thì em nó chỉ còn 10 mấy ngàn máu nữa thôi. Sắp sửa đi rồi. Mình thì cũng sắp sửa đi nhưng mà tool này nữa chắc là mình đánh hạ được nó rồi. Không cần phải cất con đệ của mình vô đâu. Và đây thôi. Uầy, unlock một đống đồ công nghệ test mà có cái cục thức ăn cấp độ gold kìa. Cấp độ vàng ăn. Và cho mình, không có cục đá tiến quá ăn. Chỉ có được cái đầu để nâng cấp cái bow với lại cái cục để chế tạo ra cái trứng của cái con boss nè. Và đây thì, ây da, xoay cái đuôi một cái ăn. Quỷ vàng này hả? Quỷ vàng này thì mình làm được. Con này thì cứ giữ khoảng cách với nó thôi là mình đánh được. Tầm đánh của nó thì ngắn lắm cho nên là con quái này của mình chơi được. Ây chà, biết quang. Không biết là hên xui hay sao á, mà nó không có cho mình cái viên đá. Phải cho là mình lên cấp độ vàng cho con đệ của mình luôn rồi. Đánh nãy giờ miệt mài với con cá sấu. Vậy bây giờ chắc mình sẽ về mình chế thử con boss ra ha. Tâm mong con boss rồi biến con boss trở thành đệ tử của mình luôn mới được.
cái đầu để nâng cấp cái bow của mình lên được. Mình cũng lên một cấp nè, thêm một chút craft đi, chế tạo cho nhanh. Con đại của mình đánh xong thì lên đúng có một cấp thôi, cho em nó lên sức mạnh cái. Ôi, rất em nó vô remote nha, cho em nó hồi máu. Rồi bây giờ thì lấy bờ te rồi dịch chuyển về căn cứ thôi. Hôm nay có bàn dịch chuyển rồi, cho nên đi đi về về nó cũng sẽ tiện hơn cho mình. Để xem coi, boss hôm bữa mình thấy có cái trứng ở dưới này nè, đó mình học luôn rồi nè. Nó được chế tạo ở con nét là Abai là sao anh? Hay là phải chế tạo cái nền boss nữa không? Có cái này nè, để summon boss rồi nè. Chắc nó quá, mình sẽ hút thử cái ăn. Cái này dễ, crypto, metal với lại polymer thôi là được rồi. Xem coi cái này summon boss là cái gì đây nè. Ôi cũng bự dữ anh. Bây giờ chắc phải để bên đây thôi, để chỗ này đi. Đó, ngoài nhìn công nghệ hiện đại dữ anh. Trong này, à đúng rồi nè, sử dụng cái này sau đó bỏ vô này là grab được. Bật lên một phát dứt, đó được cái trứng nè. Trứng này thì không biết summon luôn hay sao anh, mà bật lên nó hiệu ứng đẹp quá vậy. Trong này thì còn có thể chế tạo ra được con Warbot. Con này hình như là summon ra là nó sẽ là một con boss quan giả để mình săn, mình lấy đồ hay sao nè. Này thiếu common soul hả? Common soul thì mình có cho mày 3 cái, thiếu 4 cái nè. Common soul mà chưa được nấu lên á, 10 cái là mới đủ. Còn cái này thì bây giờ chế tạo máy áp trứng thử ăn. Máy áp trứng có trong này nè. Mình trước mình nhớ là bấm summon là nó ra luôn á. Sao bây giờ nó ra cái trứng không? Hút một cái á. Máy áp trứng này thì chỉ có một gỗ thôi cho nên chế tạo cũng dễ lắm. Để nó chỗ này đi. Đây rồi. Bỏ vô. Wow. Bỏ trong này không được, để quăng ở phía bên ngoài thử ơi. Wow. Cái này nó chỉ là một vật phẩm thôi hả? Vậy là mình, cái này là không phải ăn nè. Mình tưởng đâu cái này là ăn chứ. Vậy là cái đó là để sử dụng, để summon. Ở đây mình sẽ đi xa xa chỗ căn cứ mình đăng cái. Vậy là giống như series cũ á, phiên bản cũ á, cũng sử dụng để summon. Mình sẽ summon tuốt phía bên ngoài này, cho nó an toàn á. Sau đó mình sẽ sử dụng một cái, dứt một phát. Ủa nó có tia sáng sáng lên vậy. Cái đi chiếu mình nhớ là sử dụng, sau đó thì nó sẽ summon ra thì phải. Cũng lâu quá không nhớ không. Rồi mất tiêu cái tia ánh sáng luôn rồi. Đừng nó không cho mình con boss nha. À vẫn còn kìa. Vẫn còn cái tia dưới. Vẫn còn tia ánh sáng là vẫn còn hy vọng. À đây. Phiên bản 150 maximum. Ủa sao cùi dữ vậy. Đánh con boss level 500 mà summon nó chỉ có 150 thôi. Đã vậy còn maximum level nữa không. Cần có một cục silver. Con này bây giờ mình lấy nỏ mình bắn cũng xỉu quá chứ. Lấy Reaper mình chơi cũng được. Con này thì bắn luôn cũng được. À, lấy Reaper ra chơi anh. Reaper nó làm nhanh hơn á. Rồi em nó thì cũng hồi máu. Con này 150 không thành vấn đề. Làm chậm là một cái nè. Ra đó thì bắn ga vô. Bắn ga vô, đó còn lên rồi lên kìa. Trời ơi. Nhưng mà chỉ bắn ga này dễ bị tuột level nha. Phải bắn từ từ thôi. Đó. Sau đó mình sẽ combo chung với lại cái cây, cây nổ của mình các bạn, để đảm bảo nó không tuột cái level của nó xuống. Cây nỏ này bắn không có bị rớt cho nên bắn thoải mái. Cái nỏ hơi lâu quá. Cũng Reaper xịn thật sự. Quẩy vài cái thôi em nó muốn xỉu luôn mà. Chạy luôn rồi, chạy ơi. Chạy đi đâu cưng ơi. Nhú nhú nhảy lên mình bắn á. Tính quay trở lại nữa kìa. Một phát nữa nè. Thêm một cái nữa. Một cái nữa. À, lố một viên trời ơi. Rồi bây giờ thì kéo Reaper một cái, cất vô Reaper xong. Ờ à, mình về với căn cứ của mình thôi các bạn. Rồi về căn cứ cái. Chế thêm một cục silver á. Ngày hôm qua mình tính chế rồi nhưng mà không biết có còn không nữa, cho nên chưa có chế. Hôm nay chắc chắn là cần rồi đó. Đồ trong này mình có nè. Hút thêm một phát nữa đi. Đó. Rồi quay trở lại cho nó ăn thôi xong. Hồi nãy biết vậy mình nâng cấp cái cây nỏ của mình lên trước á. Nâng cấp lên vàng rồi sau đó thì đi bắn cái con đó là nhanh hơn rồi.
sẵn test cây nỏ luôn. Chơi Fever bắn nó luôn mà. Cũng hơn là có con Reaper nó quẩy cho mình nửa đường á. Ở đây, ô cũng có tiếng quá này hơn. Ở đây rồi, em nó đã trở thành đệ tử. Mình sẽ... hôm nay hết vừa chết chắc cơ. Có thì đi test thử sức mạnh trước đã. Thắng thường cái coi, có 200 mấy vậy. Đúng là lưu vật cùi á. Đây là chiêu C nè, chuột phải á. Chuột phải là sắn bình thường á. Chiêu C là sắn có hiệu ứng. Hồi nãy nó sử dụng chiêu này sắn mình nè. Sắn mình bị dính cái hiệu ứng gì, cái bị cháy máu á. Hình như hiệu ứng nước của nó hay sao á. Bị tuột máu dần dần. Nhưng mà cái chiêu này ai kém quá. Rùa vàng hả. Kìa vậy, không phải dính đam á. Rồi hết stamina luôn rồi. À có kìa. À dính đam ở phía đằng sau. Vậy là chiêu này dính đam ở phía đằng sau thôi. Thêm một chút stamina đi. Thêm một chút sức mạnh nha. Thử chiêu quy coi. Quy không có nè. R cũng không có luôn. O thì control ALT control chuột phải. Vậy có chiêu chuột phải á. Với lại cái chiêu táp táp của nó nè. Nhưng mà em nó hết stamina. Cho nó nghỉ mạnh cái. Bắt siêu nha. Con này thì cho nó đứng im cái luôn. Đó, hồi phục đầy stamina là mình sẽ cắn thường 300. Chiêu này là hình như đánh nó phía sau thôi. Ủa sao hết trúng rồi. Chiêu xây cùi quá. Vì mẹ boss thấy nó đù quá. Trở thành đệ tử của mình nó còn đù hơn nữa. Ai ơi. Chụp phải anh. Cắn thường. Chụp phải mạnh hơn chút xíu so với cắn thường. Quy. À quy có hả. Quy nó hú lên gì á. Nó búp cái gì á. Quy là hứng á. À chị Quy đừng phải spam liên tục nè. Và hú con rùa mất tiêu luôn rồi. Trời. Trời ơi đang tép đam rùa hình như nó bị rớt map hay sao á. Ở đây có con vàng nữa nè. Con này là 40. Dễ làm được. Chị Quy nó sao á. À chị Quy gây đam nè. Nhưng mà không thấy có hiệu ứng gì hết à. Sắn thường được 300 mấy sắn nè. Còn chiêu này thì sao đó. Táp mau hết stamina quá. Thêm một chút stamina cho em nói. Đây con này chắc phải cho xuống nước nè. Cái xấu nè. Trên bờ chắc hơi đù á. Mình cho nó hồi stamina một cái à. Xuống nước mà thử chiêu luôn. Ủa bị tăng turbo kìa. Dồn sức quá mà. Ép sức em nó quá. Hết stamina cái nó bắt đầu nó bị đuối sức. Cái nó lên turbo á. Cắn nhiều chắc em nó xỉu luôn á. Vuốt của nó giảm xuống liên tục à. Giảm để hồi stamina nè. Đây xuống nước thì nhanh hơn chút xíu không. Đâu xuống nước mình thử chiều sắn hơn cái ăn. Chiều ít cái nè. Cũng nổ nhưng mà không trúng. Đó hên mới trúng được cái ăn. Còn chụp phải ăn. Cắn thì lấy được ngọc, lấy được dầu, sẵn mình farm luôn ít dầu á. Ba mấy con bò dưới biển nè. 300 mấy. Chụp phải là sắn được 350 á. Này thì nổ mạnh á, nãy mình thấy 800 đam luôn, 700 kìa. Lâu mới chúng đừng phát thôi. Ây da, quên. Rồi trời lên cái. Không mình đi luôn á. Nói không sao à, nó cái xấu cho nên xuống nước được, còn mình thì hơi đuối thì xuống nước á. Con này thì lên sức mạnh cái đây. Tốc độ thì vào thổi luôn đi. Con này lên stamina không xong nữa mà. Chưa hết à. Với cái chiêu spam chiêu của nó liên tục á cho nên stamina nó chịu không nổi. Chờ đợi cho em nó lấy food hồi stamina lại. Con này cần có viên đá nữa. Viên đá. Sao nó mới tiến quá lên được. Vậy là mấy con này là có cơ chế nâng cấp hết luôn á. Kiểu từ silver là lên vàng hết á. Sao vàng chắc là phải nâng cấp lên nữa để lên tiếp theo nữa. Cắn thường bây giờ 400 nè. Con rùa bên đây hả? Ai nhà silver nè. Đó 4.000 mấy máu vừa sức với em nó ăn. Phải 450. Cái xây này là coi như là hên xui lắm. Hên nó mới trúng được cái. Còn xui là coi như là không trúng luôn. Quy là để hú lên. À dính cái hiệu ứng gì kìa. Mình thấy có hiệu ứng rồi. Rồi cắn thường là có thêm hiệu ứng á. Nghe tiếng giống như lửa đang cháy ăn. Đúng rồi, vậy là cắn thường có nội tại. Cắn với con silver là sẽ bị cháy. Còn hú này là có thêm cái hiệu ứng gì nữa đó. Đó nó dính hiệu ứng đó kìa.
Với mấy con Silver 40 thì dễ chơi, vừa đủ sức. Chút phải cái là lụm nè. Đó, lấy thịt luôn. Bên đây Silver nữa đúng không? À, chắc mình sẽ săn mấy con Silver luôn bạn. Hồi nãy mình thiếu hình như 4 cái á. 4 cái Silver nữa là mình đủ để summon được con boss. Mình sẽ thử nghiệm xem coi. Mình nghi chắc nó ra nổi con boss mà kiểu như để mình săn lấy đồ á. Rồi săn tỷ lệ hên xui kiếm được ha. Kiếm được mấy cái vật phẩm tiến hóa. Quy một cái nè. À dạ chứ quy không có đam nhưng mà như cắm bài đó. Cắm bài trong vòng mấy chục giây kìa. Con quỷ ăn cắp đồ bên đây nó rớt xuống luôn. À vậy là mấy con bờ te. Mấy con bờ te là mình quất cho một cái là rớt. Mấy con bay bay đồ ăn. Quất cho cái là lụm á mặt. Cái xây này nhìn ngầu quá mà không được bao nhiêu đam hết rồi. Con này không xây đầu nhanh được à. Bấm đánh ở phía đằng sau lưng của nó không có xây đầu ngay lập tức mà nó xây xây. Nó giống y như cái chiêu chiêu ít vậy. Đây mình sẽ hú lên cái nè. Đó, con chim ở phía đằng sau rớt ha. Con bờ te phía bên trước thì chưa dính hiệu ứng á không. Mình sẽ lại mình cắn cho con bờ te một cái cho nó bay lên phía bên trên. Sau đó mình sẽ thử nghiệm à. À, giả sử nó bay lên phía bên trên đúng không? Sau đó mình sẽ quy một cái. Đó, trời ơi. Bờ te làm được á. Nhưng mấy con bự bự như mấy con rồng á. Không biết là mình có làm được không. Bả chiêu này nếu mình quy tiếp thì ôi da cộng dồn luôn hả. Vậy là cứ lần 30 giây ăn. Tuột xuống còn 5-6 giây cái mình hú thêm một cái nữa. Cứ hú lên là gần như là mấy con bay bay là coi như là không bay được. Vậy là con này nó cũng có ưu điểm riêng của nó ăn. Mặc dù đang không cao nhưng mà có thể liên tục cắm bay được. Cửi con này là mình có thể sử dụng được cái nỏ luôn đó nè. Cắm bay sẽ là bắn nè. Được đó chứ. Gì vậy? Ây da, mấy con sau lưng nó liều. Đây, quay lại. Nó không có chi quay đầu ngay lập tức cho nên cũng hơi khó ăn. Lâu lâu mình cắn thường á là nó táp một cái thôi. Quyên cái nè. Cho nó rớt này xuống một cái bắt đầu mình dứt. Chim quỷ nè. Giai đoạn đầu mình ghét nhất cái con chim này nè bạn. Mấy con ăn cắp đồ á, nó cứ trên rỉa xuống khó chịu lắm. Úi da, đại ca tới. Đại ca tới này thì mình phải dịch chuyển về với lại căn cứ mình nhanh thôi. Quỷ nó ghê lắm. 150.000 máu ăn với con cá sấu cực bắp thì của mình chắc là hoẹo. Dễ căn cứ nhoi nhoi đầu lên quá. Mình sẽ chế tạo cho nó cái chất cơ các bạn. Để cất vô luôn à. Đài đứng đây mình làm cái chất cơ. Để đảm bảo an toàn cho em nó. Những trường hợp có mấy con nguy hiểm như nãy á. Nó tới nó tấn công cắt vô cũng được là chết. 5 cấp nữa ha. Thêm chút tốc độ với sức mạnh vô đi. Con này chắc là cất vô sau đó lấy ra nó cũng sẽ hồi máu trở lại thôi. Đó đầy máu trở lại nè. Về cơ chế giống nhau nha. Đó rồi, lên mình nâng cấp kỳ nỏ của mình luôn các bạn. Lên từ silver thành vàng luôn. Kỳ nỏ này nâng cấp ở phía bên này nè. Đây mình thấy rồi. Bỏ kỳ nỏ của mình vô. Sau đó hút nguyên liệu một cái. Còn có cái đầu lâu nữa. Hút vô một cái. Đó lụm luôn. Còn có cái bột á. Bột xô. Rồi nỏ mới. Dạ. Bắn nó có leo lên trên này không vậy? Có độ vàng nè. Thử một cái thôi. 9.000 turbo. Được á chứ. Nó không lên trên này được đâu ha. Rất là kìa leo núi được á. Nhưng mà phiên bản quan giả chắc nó không biết leo đâu. Nên không sao. Không sợ. Lên trên này mình lấy Ripper mình ra mình chơi liền. Nói chung là một phát 9.000 đi. Còn bên đây thử xem coi. Mình sẽ summon thử một con nha. 4 cây xô mình có 2 cái à. Thiếu 2 cái nữa. 2 cái nữa hả. Lấy bờ te đi săn rùa đi. Lấy Ripper đi săn rùa cho nhanh nè. Ồ mà con à con phù thủy vẫn còn đây nè. Đi vòng ở phía bên đây đi. Thường là rùa nó xuất hiện ở phía bên đây là nhiều. Bên đây chở màu chớp của mình nè. Ôi màu chớp mình đi xuống tốt với biển luôn rồi. Rùa hồi nãy giờ bị mình xử hết. Bây giờ muốn tuyệt chủng à. Ở đây vẫn còn nè. Silver nè. Silver với một con bình thường. Được. Muốn chơi liền. Lấy con Ripper quen của mình săn cho nhanh nha. Vô mình xử luôn. Gom hai con là một chỗ mình xử luôn cho nhanh. Để lấy con boss mình tưởng là được lên cấp nhiều lắm chứ ai ngờ. Lên đúng một level luôn. Đó bọt cái xô nè. Nghĩa xung quanh. Rocknake hả. Ây da. Rocknake vàng 40 này mình chơi được luôn. Cái bên thì có con rùa. Rùa gì á. Rùa bình thường nữa hả. Này thì mình chơi được.
chậm cái đi anh. Ôi mà nó bị gì ơi? À hả? Nó đang target vô con rùa. Nó không thèm quan tâm tới mình luôn. Giết. Một cái common soul. Ủa vậy được hai cái ăn. Săn vàng luôn cũng được. Rồi, vậy là cũng đã xong rồi đó. Rồi, dịch chuyển về với lại căn cứ của mình thôi. World boss, nó ghi world boss chắc là boss thế giới á. Boss của map á. Đây, bỏ hai cái vô trong này, sau đó hút một phát. Đó, có ổn quá không vậy? Coi như là thử nghiệm đi ăn. Coi như là test thôi. Hơi bị ổn mấy cái xô của mình á. Con này thì góc vô một cái đi. Ra đó lấy bờ tè, đi xa, thật xa căn cứ của mình ra. Gần gần căn cứ gần như gãy. Mình sẽ symbol nó ngay chỗ mà lần trước cái boss ở tập đầu các bạn. Nó dí mình sắp mặt ngay chỗ này nè. Chính xác là ngay chỗ này. Mình cũng sẽ summon nó ở đây luôn. Cần thì mình sẽ xử thịt nó luôn á. Cũng tạo ra cái tia ánh sáng nè. Giống như mình đại ca nữa hả. Giống như mình summon nó phiên bản tem á. Còn phiên bản này chắc phiên bản của map. Đi xa thì không có nhìn thấy á. Gần gần thì mới thấy thôi. Phải giữ khoảng cách chứ để nó xuất hiện nó cắn cái gãy nữa. Đại ca này không biết khi nào mình bắt được ha. Đại ca nó cũng mạnh đó chứ. À nó xuất hiện nè. À, đúng rồi, 300.000 máu level 500 maximum level. Phiên bản boss. Phiên bản này tử mình thì cùi lắm. Rồi vậy là thí nghiệm như vậy rồi đó các bạn. Biết được rồi đó. Vậy là cái kiểu như là map của mình nó không có con boss đó các bạn. Là mình có thể sử dụng cái xô ăn. Kết hợp với lại mấy cái thịt da đồ của mấy con silver á. Là sẽ tạo được cái con boss cấp độ silver, sau đó đi săn để kiếm đồ. Rồi bắt đầu mới chế tạo nâng cấp nỏ được cái kiểu ha, chế tạo trứng đồ. Cần da silver với thịt silver đồ nè. Với là cái xô lỡ thể chế tạo được. Còn với lại cái phần thức ăn vàng này thì để xem coi mình thiếu gì ha. Element đã mình có nè, nó cho mình được nè. Còn sulfur với berry nữa. Berry vàng thì con mô chất của mình có. Sulfur hả? Vậy là sắp tới mình phải đi tìm thêm sulfur các bạn để chế tạo thức ăn vàng này nè. Mình sẽ đi tem mấy con rồng vàng luôn. Ở tập trước á, mình phát hiện ra nó trên núi á. Con nó chắc là ngon á. Và trong tập ngày hôm nay thì mình cũng đã thu phục được cái con boss á, có được cây nỏ vàng rồi. Và chuẩn bị chế tạo thành công được cái thức ăn vàng nữa thôi. Là chúng ta có thể bắt được con rồng vàng rồi. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn. Cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy hết video của mình cũng như series ADK thì cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm tiếp những video tiếp theo cho bạn cùng xem nha. Còn bây giờ thì bye bye.